Rồi thì hi, hello, mình xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với Volleyball BCT. Cho bạn gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc thành công đến tất cả mọi người. Chúc cho mọi người có một buổi trưa ngày thứ tư vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Thì xin giới thiệu với mọi người, hiện tại là 11 giờ 36 ở theo giờ ở cây xanh của bạn. Thì bạn làm video này để thông báo đến tất cả mọi người một số thông tin mới được cập nhật về giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm 2021 theo như bạn vừa nắm bắt được. Thì cụ thể như đã giới thiệu ở video trước đó thì Cúp Hoa Lư Bình Điền năm 2021 này thì đã có sự thay đổi từ bốn đội này, nam bộ đội nữ thành 6 đội nam và 6 đội nữ. Thì ở video trước thì Ben cũng đã cập nhật cho mọi người danh sách 6 đội bóng chuyền nữ và 6 đội bóng chuyền nam. Thì ở lần thay đổi này thì 6 đội tuyển bóng chuyền nữ thì giữ nguyên. Trong khi đó thì ở nội dung bóng chuyền nam thì đã có sự thay đổi. Đội mà Vang nói là đội tuyển quốc gia bóng chuyền nam Việt Nam quốc gia tham gia dự khán giải đấu này thì đã không thể tham gia ở giải Cúp Hoa Lư năm nay. Cụ thể là do huấn luyện viên ông Lý Quang Ninh, người Trung Quốc, đã từ chối việc cho đội tuyển của nam quốc gia tham gia giải đấu này ở phút cuối. Và chính vì thế mà Cúp Hoa Lư Bình Điền năm nay đã có sự thay đổi về con số lực lượng các đội bóng chuyền nam tham gia. Và theo như thông tin đang nhận được thì là người sẽ được đề xuất để thay cái tên đội tuyển quốc gia tham dự giải đấu này sẽ là câu lạc bộ bóng chuyền Hà Nội, đội đã về thứ sáu ở giải vô địch quốc gia vừa rồi. Và đó là thông tin thứ nhất đang muốn truyền tải đến mọi người, đó là ở nội dung nam thì đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia sau đợt tập trung thứ nhất và thứ hai đã không được phép tham gia giải đấu này theo như huấn luyện viên trưởng người Trung Quốc Lý Quang Ninh. Thay cho đội tuyển nam quốc gia sẽ là câu lạc bộ bóng chuyền Hà Nội. Và như vậy là thông tin thứ nhất. Còn ở thông tin thứ hai có một sự thay đổi nữa, đó là theo như thông tin mới nhất thì huấn luyện viên người Trung Quốc Lý Quang Ninh cũng chỉ cho phép nhả người, tức là những vận động viên đã tham gia vào danh sách triệu tập của đội tuyển quốc gia thì sẽ không được phép thi đấu cho câu lạc bộ ở giải bóng chuyền Hoa Lư này. Và như vậy là sẽ có rất nhiều idol sẽ không thể tham gia ngoài trừ đội chủ nhà Tràng An Ninh Bình, thì sẽ có sự trở lại của Quản Trọng Nghĩa. Mặc dù Quản Trọng Nghĩa đang là biên chế của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động K02 nhưng mà đang nằm trong biên chế dạng vận động viên cho mượn của Tràng An Ninh Bình ở mùa giải vừa rồi, cho nên sẽ được phép cùng với chuyền hai Giang Văn Đức quay trở lại để thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Tràng An Ninh Bình. Và chính như thế mà giải đấu này thì câu lạc bộ Tràng An Ninh Bình chắc chắn sẽ là một cái tên rất là tiềm năng để có thể bảo vệ thành công trước vô địch, bởi vì các thành viên của đội tuyển Tràng An Ninh Bình sẽ được phép trở lại như anh Giang Văn Đức, Quản Trọng Nghĩa và Lâm Văn Xanh. Còn tất cả các vận động viên còn lại của các đội như Sa Đéc Khánh Hòa, Biên Phòng và những đội mà có tên triệu tập thì đều sẽ không thể tham gia. Chẳng hạn như Sa Đéc Khánh Hòa của Từ Thanh Thuần thì sẽ không thể có sự phục vụ của Thanh Thuần, của Trung Trực hay là Dương Văn Tiên và Nguyễn Đình Nhu. Và như vậy là sẽ rất là tổn thất cho Sa Đéc Khánh Hòa. Trong khi đó thì Biên Phòng sẽ vắng đi tài năng Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Thuân. Còn câu lạc bộ Hà Nội thì sẽ vắng thủ công Vũ Ngọc Hoàng. Cúp bóng chuyền Hoa Lư thì theo như thông tin thì sẽ khởi tranh từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 27 tháng 3 tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình, với sự góp mặt của 12 đội bóng là 6 đội nam và 6 đội nữ. Và như vậy là đó là thông tin thứ hai về muốn chia sẻ đến cho mọi người. Và thông tin thứ ba nữa đó là theo như
Dự định của Bang thì vào ngày 23, tức là ngày diễn ra lễ khai mạc của giải đấu này, thì Bang sẽ lên đường để đi live trực tiếp cho mọi người xem. Nhưng mà rất là không may, thì ngày hôm qua thì trong lúc chơi thể thao thì Bang có dính một chấn thương cũng khá là xui xẻo, nên rất khó để có thể lên đường để đi tác nghiệp giải đấu này cho mọi người xem. Rất hy vọng là từ nay đến ngày diễn ra thì chấn thương của Ben nó ok hơn. Nếu như được thì Ben sẽ tiếp tục lên đường để mang đến cho mọi người giải đấu Hoa Lư Bình Điền. Nhưng nếu như không kịp để bình phục thì rất mong mọi người yêu mến và hãy thực thông cảm cho volleyball, bởi vì chấn thương đến với Ben là khá là bất ngờ và cũng không biết phải làm thế nào. Thì một lần nữa thì Ben cũng xin chia sẻ đến tất cả mọi người những cảm xúc của Ben từ tối đến giờ, khá là buồn và cũng rất mong mọi người hiểu và thông cảm. Còn đến với giải đấu thì Cúp Hoa Lư Bình Điền thì hiện nay thì cũng đã có lịch thi đấu rồi. Cụ thể thì lịch thi đấu đã rất là cụ thể và chi tiết ở ở trên Google. Mọi người có thể lên Google bấm lịch thi đấu giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm 2021 thì sẽ nhận được rất là chi tiết về lịch thi đấu. Cụ thể thì Ben xin được phép chia sẻ và đọc qua một lần cho mọi người biết. Đó là giải sẽ thi đấu trong vòng 4 ngày, từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 27 tháng 3, và cụ thể là ngày 23 tháng 3 vào lúc 1:30 sẽ là trận đấu đầu tiên ở nội dung nữ, Hải Tiến Thanh Hóa gặp VTV Bình Điền Long An. Và trận đấu thứ hai vào lúc 15:30 sẽ là câu lạc bộ Hà Nội gặp Thể Công. Và trận đấu cuối cùng của buổi chiều ngày 23 đó là trận đấu vào lúc 17:30, nội dung nam, đó là Tràng An Ninh Bình sẽ tiếp đón các cầu thủ Biên Phòng. Và đến 8 giờ cùng ngày thì sẽ diễn ra lễ khai mạc, và sau đó sẽ diễn ra trận đấu ở nội dung nữ là Ninh Bình Doveco gặp đội Thái Bình. Và như thế là kết thúc ngày đấu thứ nhất. Sang ngày đấu thứ hai vào ngày 24 tháng 3, trận đấu đầu tiên lúc 2 giờ sẽ là nữ Quảng Ninh gặp nữ Hải Tiến Thanh Hóa. Và sau trận nữ này sẽ là trận đấu rất được chờ đợi của những ai yêu bóng chuyền Hà Tĩnh, đó là cụ thể là bóng chuyền Nam Hà Tĩnh sẽ đối đầu với câu lạc bộ Hà Nội. Và sau trận đấu đó lại quay trở lại với trận đấu nữ, đó là Kinh Bắc Bắc Ninh gặp Ninh Bình. Và đến 8 giờ cùng ngày thì Sa Đéc Khánh Hòa sẽ gặp Tràng An Ninh Bình, một trận đấu mà ở Sa Đéc Khánh Hòa sẽ vắng đi rất nhiều trụ cột trong khi Tràng An Ninh Bình là đầy đủ quân số. Tiếp đến ngày 25 tháng 3, trận đấu đầu tiên sẽ là VTV Bình Điền Long An gặp Quảng Ninh. Trận đấu thứ hai là Nam Thể Công gặp Nam Hà Tĩnh. Trận đấu thứ tư là nữ Thái Bình gặp Kinh Bắc Bắc Ninh. Và trận đấu cuối cùng của buổi chiều là Biên Phòng gặp Sa Đéc Khánh Hòa. Đến ngày 26 thì sẽ là những trận đấu ở vòng bán kết. Bán kết 1 sẽ là đội nhất bảng A gặp nhì bảng B. Bán kết 2 ở nội dung nam sẽ là nhất bảng A gặp nhì bảng B. Ở nội dung nữ sẽ là nhất bảng B gặp nhì bảng A. Và ở trận bán kết cuối cùng của nội dung nam là nhất bảng B sẽ gặp nhì bảng A. Và vào ngày 27, tức là vào lúc 14 giờ thì sẽ diễn ra hai trận đấu ở hạng ba của cả nội dung nam và nữ, thua trận 13 và sẽ gặp trận 15, và trận 14 sẽ gặp trận 16. Và buổi tối lúc 8 giờ trận đấu đầu tiên chung kết trận nội dung nữ sẽ là trận thắng 13 và gặp trận 15. Còn sau trận chung kết nữ sẽ là tất nhiên rồi, trận chung kết nam được chờ đợi. Trận thắng thứ 14 sẽ gặp trận thắng thứ 16. Lịch thi đấu thì Ben sẽ để ở đây. Mọi người có thể lên kênh để theo dõi. Một lần nữa thì Ben xin phép được gửi đến những thông tin mới nhất về giải bóng chuyền Hoa Lư và những dự định sắp tới của Volleyball BCT nếu như chấn thương cho phép được có thể đi lại được. Một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Mọi người yêu mến thì đừng quên bấm cho em một đăng ký kênh.
và một chia sẻ video này để gửi đến cho tất cả anh em hâm mộ bóng chuyền Hồi Lan cũng như bóng chuyền vô địch quốc gia thời gian tới. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trên volleyball ở những clip tiếp theo. Bye bye.